Các con chú ý nhé, đây là cách vẽ sơ đồ tư duy nếu mà mình thể hiện trên giấy hoặc là mình làm PowerPoint để cho dễ hình dung. Này là giống nhánh gì trong sơ đồ tổng quan của mình nhỉ? Giống các nhánh why, what, how trong sơ đồ tổng quan của mình đúng không? Còn đây là cách thức mà chúng ta ghi đơn giản trong giấy. Trong vở ấy, các con ghi theo các bước, bước 1, bước 2, bước 3. Để các con dễ hình dung và đúc kết lại cái cách giải của nó. Ở Minh Tâm xong chưa Minh Tâm? Minh Tâm ơi. Minh Tâm viết xong chưa? Dạ. Minh Tâm viết xong chưa? Vâng ạ. Cảm ơn. Ở Xuân Đào, Ngân xong chưa? Hai bạn bật cam lên nào. Xong rồi ạ. Giờ mới xong rồi. Chào Bảo Nhi. Con vừa học xong giờ mới vào Bảo Nhi. Đâu con học được mấy ký ở K1 xong rồi bây giờ con muốn vào Ừ, thế thì K2. đặt hai tên khác nhau Đâu có cái tên Nguyễn Nhi nhưng mà con đổi lại thành Bảo Nhi à? Nguyễn Bảo Nhi. Đấy thầy rồi. bảo là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, thầy thấy tự nhiên thấy một cái tên khác nó là lạ. Đúng không? Con Tưởng 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 từ đâu đến. Xong xong chưa Bảo Nhi? Xong chưa? xong rồi ạ. Ừ. Xuân Đào, Thùy Dương xong chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. Các con xong rồi thì thầy với các con sẽ cùng luyện tập bài tập nhá. Chúng ta sẽ cùng luyện tập bài tập đây. Đây là bài tập giải toán một cách lập phương trình, là bài 34, 35 trong sách giáo khoa. Thế thì khi chúng ta luyện tập sẽ luyện tập từng bước một này. Xuân Đào các bạn bật cam lên, bật cam lên. Cho dễ tương tác vào. Ngân. Bạn nào quá 5 phút nhá, tự tự giác cho ra khỏi phòng, mà bạn nào không bật cam đó là tín hiệu của việc giơ tay. Thầy sẽ hỏi nhiều hơn. Nào, đầu tiên chúng ta làm từng bước một này với bài 34 nhá. Thầy với các con sẽ cùng nhau giải bài 34 này. Đầu tiên các con giúp thầy là đọc đề bài. Thầy sẽ đọc đề bài và chúng ta sẽ làm từng bước nhé. Bài 34, mẫu số của một phân số lớn hơn tử số là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu số của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1 phần 2. Tìm phân số ban đầu. Rồi, bước đầu tiên là các con cho thầy hỏi mình đặt cái gì làm ẩn nhỉ? Mình sẽ lựa chọn cái gì làm ẩn? Để giúp cho các bạn làm cái bài này hiệu quả hơn, thế thì thầy sẽ gạch chân lại các dữ kiện đề bài. Để chúng ta có cơ sở để tư duy nhá. Nào, một mẫu số của một phân số lớn hơn tử 3 đơn vị, mẫu số lớn hơn tử số 3 đơn vị. Đó, thầy gạch chân này. Tiếp theo nữa, tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị thì phân số mới bằng 1 phần 2. Đây là các dữ liệu của đề bài. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nào nằm ẩn nhỉ? Xuân Đào, lựa chọn của con là gì? Lựa chọn của con là gì nhỉ? Con là mẫu số. Mẫu số là ẩn. Rồi, Bảo Nhi. Bảo Nhi, con lựa chọn cái gì làm ẩn con? Dạ. Con lựa chọn cái gì làm ẩn? Mẫu số ạ. Mẫu số là ẩn.
Rồi, Minh Trang. Minh Trang lựa chọn gì là vần? Minh Trang. Con thấy là con chọn ba đơn vị là ẩn à? Ba đơn vị là ẩn. Ba đơn vị là ẩn. Ba đơn vị nó đo lường được rồi thì chọn ẩn làm gì con? Giống như kiểu mình chơi trốn tìm mà mình đã bị lộ rồi, mình vẫn còn trốn chỗ đấy làm gì nữa. À thế thì con chọn gì? Chọn mẫu ạ. Chọn mẫu làm ẩn. Các bạn nào có đáp án chọn mẫu làm ẩn giống bạn Yến Nhi thì giơ tay nào. Bạn nào chọn mẫu làm ẩn giống giống bạn Minh Trang giơ tay. Rồi, có bạn Bảo Nhi. Bảo Nhi. Thế còn Yến Nhi, Ngân Long và Tiến Đạt thì sao? Con chọn tử số ạ. Bạn nào chọn tử số nhỉ? Bạn nào chọn tử số giơ tay. À, Ngân chọn tử số. Rồi, thế thì đây. Các con nhớ là khi mà cô phân tích bài bài vừa gà vừa chó ấy. Thế thì cô có một cô có sử dụng một công cụ là công cụ gì nhỉ? Có bạn nào nhớ không? Cô sử dụng một công cụ. Đó là cô sẽ có một cái bảng. Đúng không? Trong bảng đó thì nó có các đơn vị. Đây, bảng nó gồm hai phần. Một đơn vị ở đây thầy gọi là tử này. Chúng ta có hai phần, đó là tử và mẫu đúng không? Tử và mẫu. Và chúng ta có hai bộ phận, đó là tử gì nhỉ? Tử số và mẫu số. Phân số mới và phân số ban đầu. Đúng rồi. Chúng ta có ban đầu và mới. Nếu mà thầy gọi tử mới là x thì mẫu à tử ban đầu là x thì mẫu ban đầu nó là gì? X cộng 3. Đúng rồi. X ở đây sẽ x cộng 3. Nhưng mà vì lúc sau mình tăng cả tử cả mẫu lên mấy? Lên mấy con? Lên 2, thế thì về tử lúc sau nó sẽ là mấy? Tử lúc sau thì chọn màu xanh nó là sẽ là mấy? Là x cộng 2 đúng không? Thế thì mẫu lúc sau nó là bao nhiêu? Mẫu lúc sau là bao nhiêu con? Là x cộng 5. Mà đề bài mình cho là gì nhỉ? Chúng ta đã biểu diễn xong tất cả các đại lượng rồi. Chúng ta xong bước đầu tiên. Đặt ẩn, biểu diễn các đại lượng theo ẩn. Thế chúng ta bây giờ thực hiện bước số 3 là lập phương trình. Biểu diễn mối quan hệ. Thế thì chúng ta có phương trình gì nhỉ? Chúng ta có phương trình gì? Đúng rồi. Căn cứ vào đâu thì con có cái điều đấy? Thế thì lời văn của con lập luận con chỉ cần làm sao nhỉ? Lấy mỗi đoạn sau thôi. Ta có phân số mới bằng 1 phần 2. Nên suy ra ta có phương trình x cộng 2 trên x cộng 5 bằng 1 phần 2. Và sau đó chúng ta giải ra. Rồi các bạn có 5 phút để trình bày bài này vào trong vở. Và sau đó thì thầy sẽ chữa trình bày của từng bạn nào. Các bạn có 5 phút. Cần vẽ cái bảng không thầy ạ? Cần vẽ cái bảng không? À, bảng này các con nên vẽ ra để con ghi nhớ. Và bảng này các con nên vẽ ra nháp nhá. Và trong bài trình bày thì không cần vẽ đâu. Trình bày vào vở không cần vẽ, nhưng mà con nên vẽ ra nháp để con phân tích. Đặc biệt là mình rèn thói quen vẽ bảng như thế này để sau mình làm các bài nâng cao, các bài khó dữ liệu nó nhiều. Thì cái bảng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các con.
Đức Bình ơi, tắt cam đi, tắt mic đi con. Tắt mic đi, tắt mic đi. Sơn đi Sơn, Sơn có mấy cái giá quay. Anh tắt tắt mic rồi. Đêm nào anh quay những cái bài mình vẽ sơ đồ giải bài ấy. Mình giảng sơ đồ giải bài bằng giấy cho con chứ không như thế này thì thì nó bị hạn chế nhiều quá. Những bài này con mà dùng sơ đồ giải bài thì chắc chắn là nó hiểu hơn rất là nhiều. Anh bảo định nhưng mà định chưa có. Anh nốt ở đây rồi. Đã có bạn nào xong chưa? Thùy Dương xong chưa con? Rồi ạ. Kết quả con bằng bao nhiêu? Phân số? 1/4 ạ. 1/4. Rồi, thầy thử đáp án nha. 1/4 thì ở đây sẽ là bằng 3/6, 3/9, đúng không con? Phân số ban đầu là x bằng mấy? X con tìm ra bằng mấy? X bằng 1 ạ. X bằng 1. Và phân số ban đầu là 1/4 đúng không? Rồi thầy thử nhá, cho 1 vào đây. 1 vào đây sẽ bằng 3/6 bằng 1/2, đúng rồi. Có bạn nào ra đáp án khác bạn Thùy Dương không? Xuân Đào con ra bao nhiêu con? Xuân Đào ra chưa? Con chưa xong. Tâm xong chưa? Minh Trang. Con chưa xong ạ. Ngân. Xong chưa Ngân ơi? Bằng bao nhiêu? Con bằng bao nhiêu? 4 ạ. 1/4. Rồi, Bảo Nhi. Dạ. Con ra bao nhiêu? Con cũng ra 1/4 à? Đâu, con đã xong rồi à? Bạn nào chưa ra kết quả 1/4 thì mình cần phải kiểm tra lại kết quả của mình nhá, xem có bị tính toán nhầm hoặc là sai chỗ nào không nhá. Rồi Thùy Dương ơi, con làm xong rồi, con làm bài 3 năm đi. Bạn nào xong bài 34 rồi chúng ta chuyển sang bài 3 năm. Cách thức làm của mình cũng là mình đọc thì mình gạch chân dữ liệu đề bài. Sau đó thì mình phân tích bằng cách mình vẽ kẻ bảng ra.
Yến Nhi xong chưa con? Yến Nhi, con đến phần nào rồi? Con đến bước mấy rồi? Đang khó khăn ở bước nào? Con làm theo từng bước. Xuân Đào xong chưa con? Xuân Đào ơi, xong xong bài 34 cho con. Thái Long xong chưa con ơi? Thái Long xong chưa? Sao bạn? Xong bài 34 cho con. Rồi ạ. Rồi ạ. Vẫn bằng 1/4 chứ? Vâng. Ok. Tiến Đạt. Tiến Đạt Đức Bình xong chưa? Em Đức Bình xong chưa? Rồi ạ. Ok con. Thế thì thầy xóa phần này đi nhá. Minh Trang xong chưa con? Minh Trang xong chưa? Xong rồi ạ. Minh Tâm xong chưa con? Xong rồi ạ. Ừ. Rồi. Chúng ta chuyển sang bài 35 nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 35. Một bạn phân tích đề bài giúp thầy nào. Bạn Lượng phân tích đề bài giúp thầy. Có mình cần gạch chân những thông tin gì để đề bài cho nhỉ? Đề bài cho những đề bài cho những thông tin gì nhỉ? Số góc lớp 8A bằng 1/8 góc sinh cả lớp. Học sinh giỏi bằng 1/8 số sinh cả lớp. Rồi, thông tin tiếp theo là gì con? Là sau học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu học sinh giỏi nữa. Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Đấy. Rồi. Thế thì con cho thầy hỏi là với bài 35 này thì con đặt ẩn là gì? Số học sinh của lớp 8A là x ạ. Số học sinh của lớp 8A là x. Rồi, cảm ơn con. Bạn Xuân Đào cho tôi hỏi là mình chọn gì là ẩn con? Con chọn gì là ẩn? Học sinh. Số học sinh. Long thì chọn số học sinh đúng không? Số học sinh cả lớp là ẩn. Ngân chọn gì con? Ừ, rồi. Ngân, Long và bạn Lượng đều chọn là x. Minh Trang? Con chọn số học sinh của lớp 8A. Ừ, Bảo Nhi? Dạ. Bảo đương Nhi. Đương nhiên là giống các bạn. Đương nhiên là giống các bạn. Tiến Đạt cũng giống các bạn đúng không? Vâng ạ. Có bạn nào khác các bạn không? Có bạn nào khác các bạn không? Thúy Dương. Con nghĩ là con chọn số học sinh giỏi là x. Có mình Thúy Dương các bạn. Tại sao con lại chọn số học sinh giỏi là x? Tại vì con chưa đạt được phương trình nếu như lấy số học sinh của lớp 8A là x. Nghĩa là con chưa đạt được phương trình ấy, hay là con thấy nó khó hơn để mà giải. Nếu chúng ta gọi số học sinh cả lớp là x thì số học sinh giỏi sẽ là x chia 8 đúng không?
Còn nếu như bạn Thùy Dương bạn gọi số học sinh giỏi là x thì số học sinh cả lớp sẽ là 8x. Khi chúng ta gọi số học sinh giỏi là x thì chúng ta sẽ giải bài này không chứa phân số. Còn nếu mình đặt trực tiếp luôn số học sinh của cả lớp là x để mình giải thì mình tìm ra x thì mình tìm ra luôn kết quả, nhưng chúng ta phải giải nó phức tạp hơn một chút xíu, đó là chúng ta phải biến đổi có phân số. Rồi, các bạn lập bảng và giải cho thầy xem là bài 30 năm này lớp 8A có bao nhiêu học sinh nào. Các bạn có 5 phút. Em xong rồi ạ. Bằng bao nhiêu? Kết quả em bằng 40 ạ. Tiến Đạt bằng 40. Rồi, thầy sẽ nốt kết quả ra đây nhá. Và để xem các bạn khác làm kết quả ra bằng bao nhiêu. Tiến Đạt, con chọn số học sinh nằm ẩn đúng không Tiến Đạt? Số học sinh cả lớp nằm ẩn. Vâng. Trong khi chờ đợi các bạn, con làm theo cách số 2, chọn số học sinh giỏi nằm ẩn giúp thầy. Để mình có được sự so sánh giữa hai cách thức mình chọn ẩn. Nhưng mà thầy ơi, mình gọi số học sinh giỏi của lớp 8A là học kỳ 1 hay học kỳ 2? Mình nên chọn của học kỳ 1. Về học kỳ 2, nếu số học sinh giỏi của học kỳ 1 là x thì số học sinh giỏi học kỳ 2 sẽ là bao nhiêu nhỉ Ngân nhỉ? Thêm 3 bạn nữa sẽ là x cộng 3. Ừ, x cộng 3. Mình nên cho ẩn trước nhá. Thùy Dương ơi, con ra bằng bao nhiêu Thùy Dương? Con cũng ra bằng 40. Yến Nhi? Xuân Đào? Dạ. Con ra bằng bao nhiêu? Con ra 40. Có bạn nào có đáp án khác không? Minh Trang bằng bao nhiêu con? Cộng là 40 ạ. Rồi, thế thì các bạn đã làm đúng hết bài tập này rồi đúng không? Thế thì thầy nhờ tất cả các bạn là sau buổi học ngày hôm nay, các bạn chụp lại hai bài 34, 35 và gửi lên nhóm lớp giúp thầy để thầy chữa về mặt trình bày cho các bạn nhé. Các con nghe rõ chưa? Bảo Nhi nghe rõ chưa con? Bảo Nhi. Rồi ạ. Rồi. Rồi ạ.
Xuân Đào nghe Thầy cho rõ chưa? con hỏi ạ. Ơi, rồi. Chụp lên nhóm lớp là chụp lên Zalo hay là nhóm nào ạ? Zalo. Chụp lên Zalo. Zalo. Vâng. Gửi lên Zalo nhóm lớp nhá. Bạn nào chưa chưa có ở trong nhóm lớp thì gửi trực tiếp cho thầy. Rồi bạn Đức Bình đã gửi cho thầy rồi. Rất nhanh. Rồi, và đây là sơ đồ tổng quan của ngày hôm nay. Các con vẽ sơ đồ này vào nhé. Thầy sẽ phóng to sơ đồ này lên cho các bạn. Rồi, các con có 5 phút ký họa nhanh sơ đồ này vào trong vở nhá. Trong nhánh Y của chúng ta có ứng dụng bài học, ứng dụng cuộc sống, mục tiêu, kiến thức trọng tâm của chúng ta có định nghĩa của giải toán một cách lập phương trình. Các bước, bước 1, bước 2, bước 3 và trong bước 1 thì có 3 bước nhỏ. Đấy là cách thức ghi chép khác. Còn dạng bài chúng ta có 4 dạng bài lớn. Một, dạng 1 đó là toán về quan hệ giữa các số. Dạng 2 là toán chuyển động. Dạng 3 là toán năng suất. Dạng 4 là dạng toán làm chung làm riêng. Đây là 4 dạng trong bài học 1. Bài học sau thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình buổi 2 với các dạng toán khác. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một sơ đồ gọi là sơ đồ tổng quan dạng bài để xem là tất cả các dạng bài trong giải toán bằng cách lập phương trình có mấy dạng để chúng ta hệ thống và ôn tập lại.
Các bạn ghi dạng bài này nhớ ghi thêm phương pháp giải bên cạnh nhé. Dạng 1 này, toán về quan hệ giữa các số. Phương pháp giải là đặt ẩn, tìm điều kiện của ẩn, biểu diễn mối quan hệ giữa các số. Tôi tìm đại lượng cần tìm. Toán chuyển động thì áp dụng công thức S bằng V nhân T để lập phương trình. Toán năng suất thì áp dụng công thức công việc bằng năng suất nhân thời gian. Và toán làm chung làm riêng thì cách thức giải nó giống như là quả các số, tương tự như quả các số. Đặt ẩn, tìm điều kiện, biểu diễn mối quan hệ giữa công việc và tìm đại lượng cần tìm. Rồi với sơ đồ này, bạn nào chưa vẽ xong thì thầy sẽ chụp và gửi lên nhóm lớp cho các bạn nhé. Thầy sẽ chụp và gửi sơ đồ này lên nhóm lớp cho các bạn. Rồi các con ghi giúp cho thầy phần bài tập về nhà nào. Bài tập về nhà của các bạn, các con sẽ có hai cơ hội để lựa chọn. Một là các con sẽ vẽ và trang trí sơ đồ tổng quan. Quay video sơ đồ tổng quan, video dài không quá 3 phút. Hoặc số 2 là làm phiếu bài tập về nhà. Phiếu bài tập là bài 54, 55, 56. Sách giáo khoa, trang 34, phần luyện tập chương. Thùy Dương nghe rõ bài tập về nhà chưa con? Con nghe rõ. Rồi con được lựa chọn một trong hai nhé. Một là vẽ sơ đồ tổng quan và quay video thuyết trình. Hai là bạn nào mà thấy chưa tự tin về quay video thuyết trình thì các bạn có thể làm bài tập. Đó là 3 bài, bài 54, 55, 56. Trang 34 sách giáo khoa phần luyện tập chương nhá. Các bạn rõ chưa nhỉ? Xuân Đào rõ chưa con? Rồi ạ. Minh Tâm rõ chưa con? Minh Tâm.